Sugar Crush. Anh đặt rồi. Đặt cái Thank you.
Super Sugar Crush. Divine. Sweet. Sugar Crush. Năm nghìn luôn ạ. Những hai đề can à, đây là TV điện tôi hết ở trong đấy, nó có con TV man. Hello các bạn, chúng ta đang ở Libra 502 và mình đang còn 20 giờ di chuyển nữa. Chúng ta phải giải cứu 3 chiếc khủng long. Còn ăn ngang rồi, không có thể ăn dọc. Còn dọc thì sẽ ok hơn. Không quá, không quá. Còn ăn ngang. Ta à, chút khủng long đã một chú đã về đích, còn hai chú nữa. Một chú đã về đích rồi, còn hai chú nữa. Chú này bây giờ khó khăn, bây giờ khó khăn. Rồi không tám lần nữa, còn tám lần di chuyển nữa. Năm lần đi chuyển. Ok. Ok.
Divine. Còn 2 lượt di chuyển nữa thôi. Đánh nhiều vậy. Ồ, ok, hay quá. Hay quá trời. Quá đẹp. Sugar Crush. Sugar Crush. Quá đẹp. Ok. Đi vào 5-3. Hay quá nhỉ. Divine. Còn 4 cái băng nữa. Divine. Sweet. Hay quá. Kết thúc. Sugar Crush. Ba sao. Ừ, ba sao. Đi vào 5-3 cũng được 3 sao. Sugar Crush. Thank you.
19 cân đấy. Wow. Sugar Crush. Mình chuyển không qua. Quá. 56. Ôi, sắp đến bảng tử thần rồi. Bảy, năm tám, hay là năm chín này cũng là tử thần. Năm chín là bằng tử thần. Hết tờ. Hết tờ. Hết tờ luôn. Sao
thần, chủ thần của trên dương mới là chủ thần liền. Giải cứu 45 khủng long nhiệm vụ của trận hai. Chơi 134 bảng băng Thank you.
5 lần nữa. Divine. Ok các bạn, vừa mình đã xem quảng cáo và được chọn thêm 2 người chơi. Nhưng mà cái chỗ này nó ở vị trí rất khoai. Không còn đủ vàng để mua luôn. Chọn nút đập đấy. Đổi màu à? Đổi màu thì cũng không ăn cơm mấy nhỉ? À. Ok. Qua bán. Nhưng mà bán thử thần. Đã mang thật. Mai sao mà may mắn là qua này. Ôi 3 bán chỉ cần liền nhau luôn. Qua bán 60 là 3 bán chỉ cần liền nhau luôn. Thật. Ok.
kết thúc. Sugar Crush. À sao? Điểm rất cơ hội mất rồi mọi người ơi, rồi không mất. Sweet. Rồi chúng ta cùng bước vào làn từ thần 62, làn từ thần 62. Ok, bảo dư thần này đã qua. Sugar Crush. Dư thần bản
tôi còn 63. Thank you.
còn 5 em nữa. Càng nhanh. Ok, dần này khả năng qua. Còn 4 lượt đi và 2 em cùng nhau nữa. Ok. Super Sugar Crush. Ok. 603 người dưỡng. 3 luôn.